Tử Vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Hoan hỷ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, Tử Vi học có nói mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những gia chủ từ nhỏ đã được phú quý, làm gì cũng được đại cát, đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ luôn gặp trắc trở, khó khăn trong cuộc sống. Có khi phải bước vào tuổi trung vận mới giàu lên được. Tuy nhiên, mọi người đừng nản lòng, đặc biệt là những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Cụ thể tử vi chi tiết cát hung nạp vận ra sao sẽ được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Qua chương trình, mọi người có thể nắm rõ được vận hạn, may mắn của mình qua từng phương diện. Về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe, để từ đó có những cái nhìn một cách tổng quan nhất về những khó khăn mình gặp phải, để từ đó tìm cách hóa hung thành cát. Và trong chương trình ngày hôm nay, thầy Phong Thủy Gia Cát có sẽ chia sẻ tận tình với mọi người về những cát hung nạp vận và cách hóa giải ra sao, như thế nào. Và đặc biệt quan trọng hơn, nếu muốn được may mắn, thay đổi, thành công, mọi người hãy theo dõi video và hãy tự bản thân mình cố gắng nỗ lực hơn nữa để có thể đem lại những thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tử vi chi tiết cát hung nạp vận của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Canh Ngọ sinh năm 1990, tháng 8 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không khéo léo, sẽ làm phận lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với người cùng lứa hơn là những người lớn tuổi. Người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Điều đó khiến cho cấp trên rất ưng ý. Xem phần mệnh người tuổi Canh Ngọ, cơ hội thăng tiến của con giáp này vô cùng rộng mở. Do tính cách của người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, dù là bị phê bình nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được vẻ thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Dự báo trong tháng 8 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Canh Ngọ, tháng này không thật sự tốt, công việc không thuận lợi, thu nhập ít đi cũng là điều dễ hiểu. Bản mệnh nên chi tiêu tiết kiệm, bớt những thói quen phù phiếm, tốn kém, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Canh Dương Kim gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ Canh Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia vào các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người đi làm, sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp không được cấp trên công nhận. Sự cố gắng như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu bản mệnh muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt, bản mệnh sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Thời điểm dịch bệnh khó khăn, đừng vì chút nóng giận và dẫn đến những quyết định sai lầm. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ canh ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nhờ tuổi canh ngọ tháng 8 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập. Gia chủ biết lựa sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi canh ngọ lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Gia chủ chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động. Trở nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 8 âm lịch, sức khỏe người tuổi canh ngọ khá ổn định. Họ có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Nhưng gia chủ canh ngọ không nên quá cật lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Gia chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bản mệnh không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Mệnh chủ canh ngọ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi mệnh chủ canh ngọ sinh năm 1990. Tư về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Đối với gia chủ canh ngọ sinh năm 1990, vận trình tình cảm không được tốt lắm. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Nữ mệnh tuổi canh ngọ là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu thiệt thòi. Tháng này, tình cảm hai người sẽ tốt đẹp, êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bản mệnh không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tháng này gia đình sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến đi du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ với các thành viên. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý, tuổi Dần. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi canh ngọ, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8, tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp giáp giáp tý, nạp âm hải trung kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp giáp bình tý, nạp âm giản hạ thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ canh ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi canh ngọ tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp giáp kỷ mùi, nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp giáp tân mùi, nạp âm lộ bàng thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp giáp quý mùi, nạp âm dương liễu mộc. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại,
hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Canh Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Canh Ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ ban biên tập của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.